Thưa quý vị và các bạn, hơn một tháng nay, cứ vào sáng thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần, tại Trung tâm văn hóa và Học tập Cộng đồng xã Long Phụng, huyện Cần Chuột, lại rộn ràng tiếng đọc phát âm của những học sinh yêu thích môn tiếng Anh. Sau đây, xin được mời quý vị theo dõi ghi nhận của phóng viên thời sự tại lớp học rất đặc biệt này. Đây là lớp học tiếng Anh giao tiếp miễn phí cho trẻ em do anh Hứa Thành Phú, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản Long Phụng, phối hợp với Hội khuyến học xã Long Phụng tổ chức. Hiện lớp học có hơn 20 học sinh từ 5 đến 9 tuổi trên địa bàn ấp chánh nhất tham gia. Với điều kiện thì trước mắt thì tôi sẽ duy trì một cái nhóm nhỏ này. Ở khi nếu mà có nhu cầu dân cao thì tôi sẽ cố gắng uh, hỗ trợ thêm những các lớp nữa thì để cho các bé có uh, tiếp tiếp cận cái tiếng Anh sớm hơn. Khi biết ở địa phương có mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em, nhận thấy đây là việc làm có ý nghĩa nên bạn Nguyễn Thị Thanh Ngân, sinh viên khoa ngôn ngữ Anh, trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký tham gia dạy tiếng Anh cho các em. Nội dung học tập được xây dựng phù hợp với từng nhóm và theo từng chủ đề. Bạn thân em là một sinh viên thì em cảm thấy đây là một cái dự án rất là có ý nghĩa. Thì em sẽ ưu tiên dạy cho các bạn ở cái kỹ năng nói. Thì trong khoảng 8 ngày đầu, một tháng đầu thì em sẽ tập tập trung dạy cho các bạn kỹ năng là nhìn nhận hình ảnh, à, kỹ năng tự tin trong giao tiếp, rồi kỹ năng làm việc nhóm, rồi à, nói những cái từ vựng cơ bản, những mẫu câu cơ bản. Mục đích của lớp tiếng Anh miễn phí này là giúp học sinh có cơ hội rèn luyện kỹ năng nghe nói, tham gia nhiều trò chơi thú vị, hoạt động bổ ích, từ đó nâng cao trình độ tiếng Anh, giúp các em tự tin hơn khi giao tiếp.